Cầm cầm giúp anh. Ôm cái đống này là coi như là chiều nay khỏi ăn cơm nha. Nhân viên bán vé số hiện tại là đang còn lại là 5 tờ vé số. Số gì ra con, số gì ra gì tặng gì ra. Tại chị ngại đúng không? Vậy em bây giờ em cà phê và em tặng quà em đi. Mình là người đến trước cho nên là được ưu tiên là 2 tờ. Gửi chị nha, đây là cái trị giá là tới 4 tỷ là chút là được 4 tỷ. Nhưng mà chị phải đóng thuế là mất hơn chỉ còn lại là 3.6 thôi, nên em gửi chị là 3.6 nha. Đây là một món quà của chị Diệp Kiều bên Úc gửi cho em để tha cho tất cả các anh youtuber cũng như ekip và khán giả khi mình đến miếng một của cậu Năm. Bây giờ chỉ còn là đúng 5 tờ thôi, nhà em gửi chị 2 tờ là cái thứ nhất, cái thứ hai là chúc chị nhiều sức khỏe cũng như là vạn sự miếng một của cậu Năm. Chị mắc cười. Rồi bây giờ mình cứ đón nhận đi chị. Chị cứ đón chừng chị có quyền nhận mà có thể chị có quyền cho là em cũng được. Rồi bây giờ đóng coi. Phải nhận đi chị để biết đâu chiều nay mình trúng. Đừng có cho lại anh Minh nha chị. Cái người thứ hai đó chính là em tặng cho chị Tiên nha. Dạ rồi cảm ơn chị. Không, em chỉ là người kết nối thôi và rồi bây giờ cái món quà thứ hai em gửi tặng chị đó chính là chị Tiên nha. Rồi chị Bình Dương Tiên đó, em gửi chị số điện thoại của em. Đây là cái món quà của chị Linh chị Kiều Út nha, em chỉ là cầu nói thôi. Rồi gửi chị Linh Ha cái tờ 04 nha. Nhưng mà có ai đảo cái hình của dạ có chị, nếu mà chị muốn lên thì sẽ gửi cho chị. Rồi chị yên tâm đi, sau một thời gian mình sẽ nghe tấm hình. Rồi còn một tờ duy nhất ha chị gái ơi, em muốn tặng chị một tờ luôn. Đây là người cuối cùng được nhận cái tờ cuối cùng nha. Đây là một cái món quà trị giá là 2 tỷ. Nếu mà trúng giải đặc biệt thì phải đóng thuế là đóng thuế là nhiều 200 đúng không? Vậy là còn tỷ 8 rồi chị. Còn nữa là 8 đó chị. Chị kiều là cút nha, sắp sổ rồi, 4 giờ sổ. Rồi. Chỉ là người cuối cùng được giải nha. Nếu mà chiều ra 104 nè, 135, 104. Đây là món quà nha mọi người. Chị là người cuối cùng. 2 tỷ phải đóng thuế cho chị. Tỷ 8 rồi. Không, không, không. Cái này là lọc của cậu. Và cái người mà bữa phát lọc. Có duyên lắm mấy dạ, dạ, dạ đúng rồi. Món quà của chị. Tại nãy nếu mà không thấy chị á là chị kia được nhận rồi. Dạ. Lắc lắc hả chị? Để trao bác. Và chị là người cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng chỉ được một tờ lại còn lại còn chiếu sáng giờ bác còn 2 tờ không rồi. Dạ. Rồi chị có thể mà phát triển cảm nghĩ của mình rồi. Hôm nay rất là vui khi được đến đây mà để thắp nhang cho cậu. Dạ, dạ. Từ xa là về chạy đi quá giờ là 2 ngày mới tới đây á. Chị ở đâu chị? Quê ở miền Tây nhưng mà tại đi làm là ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Có dịp được về đây. Dạ. Trời ơi nghe em đổ mồ hôi hết trơn luôn. Bữa nay là có cái gì được nhận lọc lên. Dạ. Dạ được nhận lọc. Số là 1.8 đó. Trừ rồi á chị, trừ rồi. Ủa chị ở miền Tây, chị ở quê ở đâu? Ở Trà Vinh. Trà Vinh. Đồng trùng hương với em rồi. Trà Vinh. Ôi rồi gặp đồng hương luôn nè. Còn chị chút xíu về chung với chị luôn nha. Chị em mình về quê luôn. Hôm nay chị đến với ai? Dạ ông đi ông xã đúng không? Không biết nữa. Rồi. Rồi. Không rồi. Không lạc nữa rồi. Ở đây đúng không? Phải tìm chồng ơi. Có tìm chồng ơi. Rồi kia em phải đăng lên tìm chồng đó. Tìm chồng cho chị gái. Làm hay là chị ở quê luôn hả? Không, em đi làm bữa giờ là lâu rồi. Bữa mà nghe cậu mất là em cũng không có được dịp mà để về đây mà để thăm nhang. Hôm nay từ Đắk Lắk em chạy về đây. Dạ. Em đi làm. Dạ. Chị biết về chú Vũ Linh là vào cái thời nào rồi chị? Từ nhỏ tới lớn luôn. Nhỏ lớn rồi. Trời ơi. Quá quý. Nhưng có gặp ngoài đời lần nào chưa hả chị? Dạ chưa. Chưa gặp luôn. Và đây là lần đầu tiên mà mình đến Biến Mậu luôn. Đúng rồi. Chị ấn tượng với chú Vũ Linh về chú là về là vỡ tuồng hay là về cái tính cách của con người của chú? Nói chung là về tính cách hay vỡ tuồng gì cũng đều thích hết, mọi
là có cả lương, có chú, có cậu là đều mở lên là coi, cậu với Tài Linh với Thanh Lan, nói chung là nhiều lắm. Dạ. Bây giờ chị có thể cho một lời nhận xét chú là một người như thế nào được không chị? Tại em không tiếp xúc ở ngoài nên em đâu có biết cậu. Thì bây giờ mình nhận xét từ lúc trước tới giờ đâu chưa có thấy được cái thông tin hay là những chuyện đời tư hả? Chị có thể nhận xét về những cái vở tuồng của chú là người nghệ sĩ như thế nào nè, đóng vở tuồng ra sao, không phải nhận xét được không? Anh Phong đúng không? Ờ. Cái gì mà hết hồn vậy? Sáng giờ em đợi anh. Làm hết hồn bà con. Anh Phong 71 đúng không? Anh Phong 61. À 61 hả? Vậy mà em để Phong 71 rồi chết em lộn giờ sao? Bây giờ em có một cái món quà tặng riêng cho anh Phong luôn. Cái hôm qua đăng mà bây giờ anh vậy bây giờ anh Phong đứng đây nha, em chạy ra xe trong vòng tích tắc em sẽ lấy cái món quà gửi cho anh nha. Bây giờ anh cầm giùm em luôn đi, em chạy ra xe em lấy cho anh cái món quà. Thấy chắc ngoài đời là chắc cậu rất là hiền. Dạ. Ừ. Hát hay. Đúng rồi, hát hay nữa. Có những vở tuồng nào chị ấn tượng nhất không? Hát nhiều tuồng quá em không nhớ. Lương Sư Bá, Trúc Anh Đài nè. Dạ. Nói chung là nhiều lắm, tại nhiều. Còn Dẫn Thu nè. Hai người hai chị có thể ôm nhau một cái được không? Ôm nhau cái tội ô, ôm nhau tại mộ luôn chị. Đại nhân, đại nhân. Gặp đồng hương ôm nhau luôn rồi. Quà cho anh. Trà Vinh. May quá em chưa ghi 71. Đúng anh Phong đúng không? Trà Vinh, trà Tú, nọ té, tiếng về bánh tét luôn. Bây giờ em sẽ trao cho anh Phong cái món quà này nha. Mày qua mình qua đây để mình đánh làm phiền mấy anh nha. Hình như là cái đây. Dạ đây là cây dù. Một cây dù màu tím nha bà con. Dạ. Đó thì anh Phong cũng ghi hình tại mộ, hay ghi hình tại mộ của cậu Năm nè. Cho nên hôm qua em hứa là em có tặng cho anh cây dù thì em thay mặt cho chị Linh nha. Đây là món quà của chị Linh ở bên Úc. Wow. Cảm ơn chị Linh ha. Rồi bây giờ tự anh bây giờ anh Phương ghi hình giùm em đi để em hướng dẫn cho anh cách sử dụng để cho nó làm sao cho nó an toàn, không phải an toàn mà làm sao cho nó bền nhất ha. Dạ trước tiên cái lá bùi đi, để cho nó cháy cho anh, cảm biệt cho anh này. Rồi anh bút vào ra. Xin chào bà con ha. Bút vào ra nha. Rồi hát cái nút này nha. Tháo cho mình dưới luôn đi. Dạ xin để đây nha. Để đây rồi. Tháo luôn đi. Đó. Giống dụng tôi vậy. Bây giờ muốn sử dụng thì mình bấm nút thôi. Bấm nút này thôi không? Đúng rồi, bấm nút đó. Rồi. Thật quá. Rồi bây giờ cái dù màu tím đó nó được. Anh bung ra. Bây giờ anh muốn gắn dù lại thì anh bấm nút tiếp. Còn bấm nút nữa hả? Đúng rồi. Bấm nút và có mũi tên quay xuống á. Thấy dạ. Ra nữa không? Là làm sao nữa? Rồi bây giờ vậy. Anh cầm đi. Đây chỉ anh lại. Rồi. Đá ướt này muốn gắp đuôi dù đúng không? Đúng rồi. Một tay để đây, tay để đây, hai tay anh đẩy vô. Đó, được chưa? Bây giờ mình muốn bung dù nữa thì mình chỉ việc bấm thôi. Biết rồi. Tắt thì mình bấm lại. Nhưng mà khi mình bấm lại vậy là mình không có bấm ra mở được nha. Thấy chưa? Mở được. Muốn mở ra mình phải đẩy vô. Đó, thì mới được nha. Rồi. Rồi bây giờ gấp á, thì gấp thì vậy. Ngay chỗ cái dây nè. Đó, mình cứ cầm ngay cái tay nè, cuốn một vòng. Dạ. Rồi. Đó. Rồi. Rồi. Bây giờ bỏ đi vô. Như vậy là mình sẽ sử dụng bền nhất cho lại nha. Rồi em trao cho anh nha. Rồi cảm ơn áo vàng luôn. Đó. Rồi, cảm ơn anh Phong nhiều nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi, như vậy là 15 mét cũng đã, hôm nay cũng đã trao cho hai thành viên. Một là anh Phong, cũng là một youtuber ghi hình tại mộ của cậu Năm, cũng gần đây thôi nhưng mà anh cũng hay thường xuyên, anh ghé lắm. Và cái người thứ hai, thì hồi sáng này 15 mét cũng vừa trao, đó chính là cô Huệ. Thì cô Huệ là cũng giống như ekip vậy đó, nhưng mà cô bán số. Hàng ngày ở bên ngoài thì cô cũng rất là hay ghé ha, sáng là cô hay vào cô đốt nhang cho cậu,
Thì hôm qua và hôm nay thì 15S có mua dùm cho cô là hôm qua là 31 tờ, còn sáng nay là 73 tờ. Thì đây là 15S mua dùm cho chị Linh ở Úc ha. Chị Linh có nhờ 15S mua dùm khi mà gặp cô Huệ ha, để ủng hộ cô là một. Cái thứ hai thì sau khi mà mua vé số xong á là sẽ phát quà cho tất cả các anh em YouTuber và ekip. Và sau khi phát xong hết thì chúng ta sẽ cùng giữ lại phát cho khán giả viếng mộ của cậu Năm ha. Thì cái điều đặc biệt là hôm qua là trúng được 4 tờ trong 31 tờ ha, trúng được 4 tờ. Thì các anh em YouTuber cũng đã báo cho 15S rồi. Còn một số khán giả thì 15S không biết ha, tại mình cũng phát cho khán giả luôn. Hôm nay thì tiếp tục là 73 tờ thì chưa biết là như thế nào nữa. Cũng mong rằng cũng có cái lọc và may mắn từ chị Linh. Đó thì 15S đến đây thấy cái video cũng khá là dài rồi. Thì cho 15S xin phép là khép lại ha. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho toàn thể bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.